36 năm đồng hành cùng khách hàng trở thành tinh hoa tỏa sáng. Tự hào là điểm tựa vững chắc, mang đến những đặc quyền ưu tiên vượt trội. 6 tháng 7 2024, một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, tri ân hơn 3.000 khách hàng thân thiết, mãn nhãn với sân khấu tráng lệ, chìm đắm trong bữa tiệc âm thanh ánh sáng cùng chờ đón dàn nghệ sĩ hàng đầu Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Lê, Hà Nhi, tận hưởng những khoảnh khắc vô giá cùng Việt Tinh Bank Premium, sống trọn tinh hoa.